chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô chuyện nhân. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip về một chiếc xe Trường Giang T3 cabin kép có một màu xanh rất là đẹp như thế này. Thì cái sản phẩm này mình đã bán và chuẩn bị giao tới tay khách hàng. Hôm nay thì mình sẽ cho các bạn biết qua được cái sản phẩm này nó sẽ có những cái gì đặc biệt và tại sao cái xe này trong thời gian tới có thể nó sẽ là một trong những cái xe mà nó sẽ là cái xu thế của cái xã hội ngày nay. Đây, trước tiên là chúng ta sẽ nhìn qua một cái vẻ bề ngoài của sản phẩm này. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế nói chung là nó rất là đẹp. Một cái sản phẩm mà theo mình nó đẹp tới từ phong cách thiết kế tới những các cái chi tiết nhỏ. Đây chúng ta sẽ có cái logo Trường Giang ở trên đầu xe như này. Logo này được gắn 3D và được ép kính ở ngoài. Đây là các cái thanh mạ chrome rất là sáng, đẹp. Đây là khe tản nhiệt của lốp bóng điều hòa này. Chúng ta sẽ có hệ thống đèn pha bi xê lông. Ở đây này, nếu các bạn để ý một chút thì hệ thống đèn pha bi xê lông này còn được gắn thêm logo ở trong này. Chỉ có những cái sản phẩm thực sự mà người ta chăm chút chất lượng, chi tiết mới có cái logo này. Đây là Tràng An. Thì cái sản phẩm này sản phẩm của Trường Giang. Trang A này theo phiên âm của Trung Quốc thì đọc ra nó chính là Trường Giang. Chúng ta có hệ thống đèn pha bằng bi xê lông, đèn xi nhan, đèn gầm dưới này. Dưới này là một lớp thì được để đánh giá được cái chiếc xe có chất lượng tốt hay không, chassis có tốt hay không, thép có tốt hay không thì các bạn có thể là gõ vào. Chúng ta sẽ thấy được cái độ dày của cái lớp chassis này, độ dày của cái lớp thép này. Thì đây là một trong những cái sản phẩm xe tải nhẹ mình đánh giá là có chất lượng thép tốt nhất ở trên thị trường. Ok, ở bên phía hông thì chúng ta sẽ có một cái logo Trường Giang được dán đề can ở đây. Chúng ta có cái đèn được gắn trên gương đẹp như thế này. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà có 5 chỗ ngồi, cabin kép trọng tải là 660 kg. Nó sẽ có một cái động cơ là 1.2, có cái tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít trong 100 km. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà theo mình đánh giá là nó tiết kiệm nhất hiện tại trên thị trường. Đây là cái chỗ để tiếp nhiên liệu. Sản phẩm này chạy xăng nha các bạn. Khi mà chúng ta nhìn xuống chúng ta thấy cái lốp rất là lớn. Thì đây cũng là một trong những cái chiếc xe tải nhẹ mà trọng tải dưới 1 tấn mà sở hữu cái hệ thống lốp mà la răng lớn nhất trong phân khúc. Ở đây là chúng ta sẽ thấy cái la răng rất là dày, cơ bản như thế này. Đó. Một điều lưu ý nữa là các bạn sẽ để ý một chút là nếu các cái xe mà được sản xuất ở trong nước mà được sản xuất ở những cái đơn vị mà người ta có tiếng ấy thì họ sẽ đánh dấu vào ốc như thế này. Ở đây là một cái chi tiết mà mình cũng vô tình khám phá ra. Nó cũng là thể hiện được cái sự chăm chút và cái sự kiểm tra gắt gao khi mà họ lắp ráp những cái chiếc xe này. Ok, cái sản phẩm này trọng tải là 660 kg. Thì quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải xem qua cái thùng. Thì mời các bạn qua đây xem cái thùng xe. Thì cái sản phẩm này là có cái thùng dài 2m và rộng khoảng 1m6 và cao khoảng 1m6. Ở đây chúng ta sẽ có cái thùng với trọng tải là 660 kg với chất lượng chassis thì vẫn không có gì để chê cả. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái lớp thép này rất là dày như này. Đó. Dày, chắc, lịch. Chi điểm đặc biệt của cái sản phẩm này mà tại sao mình nói nó là một cái xu thế trong tương lai. Nghĩa là nó đã tích hợp sẵn một cái cánh để cho các bạn bửa lên như này. Thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái xe này để chở gia súc gia cầm. Hoặc là bản thân các bạn có thể là giải chiếu ra đây. Hoặc là tổ chức một cái party nhỏ ở đây khi mà chúng ta di chuyển đến các cái khu du lịch. Nó rất thuận tiện cho những cái khu vực như là khu du lịch hoặc là những cái khu nghỉ dưỡng. Thì cái xe này thực sự nó rất là hot. Chẳng qua người ta chưa biết đến thôi. Khi người ta biết đến rồi thì các bạn sẽ biết rằng cái sản phẩm này nó sẽ rất là nhiều người đón nhận. Tiếp theo chúng ta sẽ để ý đến cái hệ thống chassis và hệ thống khung gầm của cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này có một hệ thống khung gầm phải nói là tuyệt hảo. Các bạn sẽ ít tìm thấy được những cái chiếc xe của Trường Giang mà có một cái hệ thống khung gầm chắc chắn như thế này. Chúng ta sẽ thấy hệ thống nhíp ở đây với 5 lá rất là lớn. Đó, hệ thống khung gầm được sơn rất là kỹ. Nó cho thấy được cái sự chi tiết và sự chất lượng khi mà người ta làm những cái xe này. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái khoang nội thất. Trước tiên là hàng ghế sau. Ngay khi mà mở hàng ghế sau ra thì các bạn sẽ thấy được là cái sản phẩm này đã tích hợp ghế da cho cái sản phẩm này rồi. Camera có thể là quay vào đằng trong để chúng ta nhìn cái hàng ghế da này. Thì như các bạn đã biết là nếu để bọc một cái hàng ghế da với 5 chỗ ngồi như này, chúng ta sẽ bỏ ra một chi phí không rẻ. Da đều thôi, nó cũng đã tốn khoảng 5-6 triệu rồi. Như là da xịn như thế này, da chuẩn sản xuất này thì còn đắt hơn. Thì cái sản phẩm này đã được tích hợp ghế da.
Điều đáng tiếc là đằng sau thì chúng ta sẽ vẫn chỉ có được cái hệ thống gương mà chúng ta chưa phải là gương điện mà chúng ta bắt buộc phải quay tay như này. Đó, la phong trần các bạn có thể nhìn rất là chất lượng. Đó là một trong những cái điểm mà mình đánh giá rất cao của cái sản phẩm này. Hệ thống sàn này thì sàn đã được ốp thêm một cái lớp cao su, lớp nhung ở trên. Ở dưới là một lớp có một lớp nữa, nhưng mà lớp trên này được bọc thêm một lớp cao su này, rất là chắc chắn. Ok, về khoang cabin đằng trước chúng ta sẽ có một cái khoang cabin đằng trước nội thất rất hiện đại mà chúng ta đã từng nhìn thấy rất nhiều trong các video mình làm trước rồi. Một hệ thống cabin rất là đẹp. Sản phẩm này đã được tích hợp khóa điện. Đây các bạn, đây là khóa điện. Ngoài ra thì cũng được tích hợp tay lái trợ lực điện và kính điện ở phía trước như này. Điều hòa 2 chiều, FM radio, có hỗ trợ cổng USB và cổng audio để lối qua điện thoại đây. Điều hòa 2 chiều. Mọi thứ vẫn rất đầy đủ cho những cái nhu cầu cơ bản của mọi người. Ok. Như vậy là mình đã giới thiệu qua cho các bạn một cái sản phẩm Trường Giang T3 cabin kép mà bên mình đã bán lên tay khách hàng. Thì cái sản phẩm này hiện tại theo mình đánh giá nó rất là hot. Các bạn có thể rằng là nếu các bạn quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, các bạn có thể để lại comment bên dưới mình sẽ tư vấn. Thì cái sản phẩm này vừa chở được người, 5 người ngồi và vừa chở được hàng với trọng tải là 660 kg. Thì mình sẽ nghĩ rằng là nó sẽ là một cái chiếc xe thực dụng nhất mà các bạn có thể tìm thấy được ở trên thị trường. Nếu quan tâm đến dòng sản phẩm này, các bạn hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn.